có thế giới riêng của mình rồi. Mình sẽ đợi bạn đấy, không gặp không về, nhớ nha. Ai vậy ta? Ai vậy? Gấu nhỏ. Gấu nhỏ hả? Gấu nhỏ, sao mình không nhớ ra ta? Ghê thiệt, bụng bự có người hâm mộ nha. Không biết hâm mộ hay hâm dọa nữa. Bụng bự có muốn gặp lại gấu nhỏ không? Mình chỉ ai nay là không biết bạn gấu nhỏ có đến điểm hẹn không nữa. Với lại mình đã hẹn gì với bạn ấy ta? Mình muốn biết thì kiểm tra thôi. Tụi mình sẽ quay lại ký ức nào. Chắc bụng bự đã quên cách hẹn với mình rồi. Dù gì cũng cảm ơn bạn rất nhiều. Bụng bự, tiếc là mình không còn cơ hội để đưa món quà này cho bạn. Vậy là mình không đến điểm hẹn hả? Lúc đó mình làm gì vậy ta? Bạn có nhớ gì không bụng bự? Để mình chạy ra hỏi bạn đó. Bạn bước ra sẽ làm thay đổi quá khứ đó. Chúng ta là người hiện tại mà. Nhưng mà mình thấy ức chế quá à. Mình quay lại đây á là để hiểu rõ mọi việc mà. Đây là kính lúp vượt khoảng cách. Chỉ cần bạn tập trung nhìn vào và nghĩ đến điều bạn muốn thấy thì nó sẽ hiện lên. Đâu để mình coi coi. Mình sốt ruột quá à. Bụng bự, đi ngủ đi con, trễ rồi đó. Dạ, con coi xong tập phim này á là con sẽ ngủ à. Phim hay quá à. Trời ơi, gấu nhỏ đợi như vậy mà hắn ở nhà ngồi coi phim hoạt hình kìa. Tức quá à, mình vô tâm quá à. Những ngôi sao này, điều gì bạn mà làm? Sao bạn lại không đến? Gấu nhỏ, mình nợ bạn một lời xin lỗi. Tội bạn ấy quá à. Bạn đứng đây xin lỗi người ta cũng đâu có biết đâu. Có cách gì hay không đó. Chuyện hiện tại phải quay lại hiện tại mới giải quyết được. Là bụng bự đúng không? Các bạn vào nhà đi. À, các bạn muốn biết chuyện trong ký ức à? Hồi đó mình bị gãy chân nên không có đi đâu được, rất là buồn chán. Nhà chỉ có mỗi mình lại không có bạn bè nên mình rất là cô đơn. Nè, gấu nhỏ, mỗi ngày trôi qua bạn có điều gì vui á thì gấp một ngôi sao đi ước nha. Nhờ bụng bự mà mình đã vượt qua được những ngày khó khăn đó. Mình thiệt là vô tâm, đã không đến điểm hẹn. Xin lỗi bạn nha cô nhỏ. Mình cũng quên rồi. Nhờ vậy mà bây giờ mình lại có thêm hai người bạn nữa nè. Nè, đớn bụng bự, hai bạn có qua lời hứa nào với mình không đó? Có mà được à.